Với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý nửa tháng nữa, nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới ngay. Hay quá. Tại tại dạ. Nửa tháng nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ. Nửa rồi, tháng okay. Đâu có chuẩn bị kịp đâu anh mà sao? Kịp em. Đúng luôn, đúng luôn. Wow. Đúng luôn. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường xinh đẹp à. Chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Phạm Hoàng Nguyên, năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu anh? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. À dạ. Em nói cho từ hoa mỹ chút xíu là em là nhân viên an ninh tại khu biệt thự vườn Thủ Đức Garden Home, gói gọn hai chữ là bảo vệ. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Xin chào anh bên cạnh. Em tên là Châu Thị Thu Hường. Năm nay em 38 tuổi. Em đang ở sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là công nhân mà bên kiểm hàng. Bên cạnh đó em còn thêm một cái trợ giảng, phụ giảng bên khu vũ dưỡng sinh ở ngoài công viên gia đình. À. Dạ. Như hai người ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó giờ mà không gặp nhau ha. Dạ. Hôm nay có duyên gặp nhau rồi, chúng ta hãy chia sẻ thật lòng mình với nhau cho dạ. Hiểu nhau hơn nha. Dạ. Anh trai, anh nói công việc bảo vệ, mình làm công việc đó được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa chị Cát Tường là em làm năm nay là 14 năm rồi chị ơi. Làm một chỗ một 14 năm rồi đó hả? Dạ, một chỗ một rồi chị. Dạ. Ủa, làm bảo vệ một cái khu căn hộ cao cấp như thế, bao nhiêu người ra đi vô, rồi biết bao nhiêu cô gái đẹp, rồi cô gái xinh xắn đi qua mà anh không để ý ai, không có cảm tình với ai, không mối tình nào hả? Dạ cũng có chứ anh Linh, nhưng mà qua cái cách nói chuyện già dặn của em cũng thể thể hiện đó, họ cứ nghĩ đâu là em là đã người đàn ông đã có gia đình rồi. À dạ. Nhưng anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Có đem tới đây giấy độc thân chưa? Dạ có luôn. Có rồi. Dạ. Mời bạn gái, bạn hãy nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em hả, thì hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, mà cũng hơi nóng tính, mà đó cũng là cái nhược điểm của em nữa. Nấu ăn thì cũng biết được chút chút. Anh nhưng... có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sau này á là bên gia đình gái á, họ nghĩ là em không có đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai cho con họ. Với cái công việc của em á hiện tại không như gia đình họ mong muốn. Nhưng mà thì thật họ... sự cái công việc bảo vệ của anh là đã ổn định cuộc sống rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó không, là họ nghĩ cũng đúng thì đó thôi. Chứ. Dạ. Bởi vì anh làm bảo vệ như vậy thì khi mà có vợ rồi anh có đủ lo cho vợ hay không, rồi có một đứa con, rồi thậm chí hai đứa con, anh có đủ lo cho họ hay không? Dạ đủ anh. Đủ luôn. Dạ. Mình có tính điều đó rồi đúng không? Dạ có. Ồ. Nhưng mà mình bảo vệ vậy là mình có trực đêm luôn không anh? Dạ có chị Cát Tường ơi. À. Anh đúng. Có nhà riêng không? Dạ có. Có nhà riêng khỏe. Dạ. Rồi ở với ai? Dạ em ở một mình. Trời à, ơi vậy khỏe quá rồi, tốt đầy rồi. Đủ điều kiện. Dạ. Rồi. À, em gái nếu mà mình lấy chồng mà chồng mình hay đi trực đêm thì em có ngại gì không? Dạ nếu mà do công việc của ảnh thì dạ không sao ạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, em quen hơn một năm mấy. Rồi lý do sao chia tay? Không hợp tuổi tác đó chị. Bạn trai của em nhỏ hơn em 4 tuổi. Gia đình bạn ấy không chấp nhận. À dạ. Rồi cũng khổ không, quá ha. Dạ. Ủa, bây giờ bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Thứ nhất là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em không thích ở người bạn trai mà kêu kiệt, khoác lác, khoe khoang. Em không thích mấy người như vậy. Cái nào có thì nó có, cái nào nó không, nó không. Em thích người thật thà hơn. À, dạ. Thật thà. 1m6 trở lên là được rồi chị. Đạt chuẩn. Cũng đừng có ốm quá. Mà người thì cân đối là được ạ. Rồi. Dạ. Chút xíu nữa chị sẽ qua coi mặt. À, bạn trai bên kia thì thích mẫu người bạn gái như thế nào ha? Nào. Không mập, không bự con. Có giống ai không? Dạ, giống 50% như chị Cát Tường là được rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em chào chị Cát Tường. Dạ rồi, cảm dạ. ơn anh. Dụ như bạn gái hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn có đi làm cái việc là dạy khiêu vũ đó. Khiêu vũ là sẽ có nam, có dạ. nữ đó. Có một cái sự va chạm để nhảy thì anh có ghen không? Em chia sẻ chị luôn, em là người đàn ông đang sống trong xã hội hiện đại thì những cái chuyện đó người đàn ông thì mình phải nên thoáng một chút. Dạ. Bình thường thôi chị. Dạ. Dạ. Coi như bữa đó anh đang đi làm bảo vệ, anh đang chạy về nhà nè, anh chạy ngang công viên tự nhiên anh thấy vợ anh đang ôm cái ông kia nhảy. Anh nghĩ sao?
bình thường đó chị ơi. Công dạ, việc. Dạ cái đó là cái công việc rồi mà chị. Dạ. Anh tấp xe vô lề anh xuống anh nhảy luôn. Dạ. Đúng không anh? Dạ. Anh rất là có duyên nha, em nhìn anh này mặt rất phúc hậu, rất là có duyên. Dạ. Em hy vọng là hôm nay em cảm ơn chị. Hôm nay là sẽ tiến tới được hôn nhân rồi sanh dạ. con luôn nha. Dạ. Hỏi Vũ giùm cho cái vụ khiêu vũ rồi đó. Dạ. Em sợ về chồng không cho đi khiêu vũ nữa đó. Dạ. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh ba mẹ ở riêng hả hay sao? Dạ, hồi bà dạ. con sao đâu hết rồi? Bà con của em thì nói chung là ở miền Tây thì nhiều. Miền Tây là ở đâu? Từ Cà Mau xuống Vĩnh Long là có hết đó. Rải vậy đó hả? Dạ. Còn ba mẹ ở đâu? Dạ, ba mẹ em thì ở thành phố. Thành phố không ở chung hả? Dạ, có với anh nhưng mà ba em mất hồi năm 92 rồi. À, còn dạ. mẹ? Mẹ em là đó là ở Hóc Môn chung với em nhưng mà em đi làm ban đêm đó anh. Rồi để mẹ ở nhà mình cũng không tốt. Thì có giai đoạn mẹ bị cao huyết áp á, mẹ té thôi mấy chị bàn với nhau là thôi để mẹ về dưới Bình Thạnh đi ở. Tức là mẹ dần ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em ở riêng. Dạ. Thôi thôi giờ mà ở rước mẹ về ở chung được hay quá ha. Dạ. Ồ, chào em. Dạ. Hiền từ quá hả? Anh hiền lắm, bảo vệ hiền khô à. Nghe anh nói thì có vẻ anh cũng thật thà và cũng vui tánh. Ừ. Em có thích chồng mình hút thuốc uống rượu gì không? Uống rượu thì em không thích, hút thuốc em cũng không thích. Nhưng mà nếu mà là do xã giao, công việc hoặc đi tiệc tùng thì uống một hoặc hai ly thì không sao. Cổ hơi lo là cổ sợ ma lắm, 38 tuổi vẫn ngủ với mẹ. Mà bây giờ chồng mà đi trực đêm thì cổ ngủ với ai? Thì trực với chồng luôn. Ủa chồng ở trực ở chỗ cái căn khu căn hộ mà đúng không anh? Dạ. Có phòng bảo vệ đàng hoàng. Dạ có. Vợ trực với chồng cũng đâu có sao. Được không? Người ta còn khoái thêm nữa được mà. Ở các cái căn hộ cái khu đó là nhiều người trực, người ta còn khoái thêm nữa. Dạ. Thậm chí xin cổ vô trực chung luôn cũng được nữa. Dạ. Đúng không? Chịu không em? Dạ cũng muốn được. Muốn có con chưa? Tuổi của em thì giờ cũng lớn rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh muốn có con chưa? Muốn lắm rồi anh. Muốn trai hay gái? Dạ trai gái gì cũng được hết anh. Vậy là hai người muốn có con hết rồi đó. Dạ. Mình kết hợp cái về năm sau mình đẻ liền được không? Cặp này dạ, là gả liền, gả liền. Đẻ liền được không? Dạ. Dạ cũng được. Ai cũng dạ. được nhưng mà biết được hay không chưa biết. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Em đi cùng với cô chú sinh hoạt và câu lạc bộ công viên gia đình của em. À, khiêu vũ ha. Và thêm một đứa cháu ruột của em. Rồi. Dạ, dạ xin chào anh Quyền Linh à. Dạ. Dạ chú. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai và xin chào các bạn ở trong khán đài và bạn xem đài. Thì thấy bạn trai thì có vẻ hoạt bát, có một cái thực thà trong đó. Thì bản thân là dạ. cũng thích. Dạ. Con cảm ơn chú ạ. À. Dạ. Thì chị có hỏi thêm một câu là mình ở thành phố là ở khu vực nào ạ? À? Dạ, con ở ngay chỗ phường 22 quận Bình Thạnh, ngay chỗ sân tập gôn Hiềm Lam đó chú. Dạ, tốt dạ. quá. Thì chỗ đó đi qua công viên gia đình cũng gần rồi. Dạ, gần ok chứ. Dạ. Còn cũng xin nói sơ thêm về cháu của mình á. Cháu thì hiền lắm. Phải thật dạ. nên không phải mình khen người nhà mình đâu. Dạ. Mà đó anh Nguyễn Linh cũng công nhận đó. Qua cách nói chuyện mình cảm thấy ha. Thì mình cũng mong muốn là nếu mà hai cháu đi xin phép được gọi vậy đi. Dạ. À, nếu mà có đi đến được với nhau á thì cũng cố gắng đi đến với nhau đi rồi tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. À, có con, có cái. Đúng với ý nguyện của hai người, đúng không? Dạ. Dạ, để xin cũng chúc mừng đi hai bạn ha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Anh đi với ai vậy anh ơi? Dạ, em đi với chị Thu, chị họ. Rồi, chào dạ, chị. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Chào bên nhà gái. À, ở nhà thì Nguyên rất là hiền lành, đi làm về là coi như là không đi đâu hết á. Có khi nhiều khi ăn nhậu ở nhà lâu lâu mới có. Là Nguyên là rất là hiền. Về phần em gái thì chị thấy em rất là thật thà, mặt phúc hậu, nên chị nói là Nguyên ở đây là một cơ hội cho em, mới nắm bắt lấy, đừng có để vượt bỏ uổng. Rồi cảm ơn chị. Nói thiệt nha, chưa có mở rào trơn á mà tôi thấy hình như là họ là của nhau từ bao giờ á. Tôi khoái không lẽ tôi nhào vô tôi bấm luôn hai cái nút luôn vậy đó. Cặp này ha? Rất là xứng, ai cũng hiền, ai cũng dễ thương cả. Hai người này phúc hậu lắm. Trời ơi, về đẻ liền luôn nha. Dạ. Đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Ha? Không mời tôi cũng đi nữa. Rồi mở rào đây. Bắt đầu đi anh trai. Đó, anh chào em. Anh có bao hoa tặng này. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Có chai dầu thơm. Trời. Dạ em cảm ơn anh. Đó là thử anh. Mình là có mặt phu thê không? Trời ơi. Nói chung là hôm nay anh đến với chương trình này á, là anh mong muốn là tìm được một người phù hợp để tiến tới hôn nhân, để mình
sống đến răng long đầu bạc, thì anh mong rằng hai chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi nên trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm nữa. Dạ. Anh có ngại là em dạy khiêu vũ không? Không em, cái đó là một cái nghề tốt cái nghề, mà em. Dạ. Dạ. Nhưng rồi. Mà cái nghề đó là em cứ mỗi ngày ôm người này người kia nhảy em, anh không ngại hả? Bình thường dạ. Thôi em. Dạ. Gia đình em, anh em đông anh có thích không? Thích chứ, càng đông càng vui chứ. Công việc hiện tại của anh là bảo vệ đúng không? Đúng rồi. Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà em với anh quen nhau, anh có ý định là anh sẽ đổi một công việc khác để anh kiếm thêm cái thu nhập nào cao hơn để anh lo cho gia đình có khi anh đã quen em? Có chứ. Và tương lai của mình, ví dụ như hợp thì đã có thêm con hoặc đó, anh sẽ đổi. Đổi. Dạ. Nhưng mà đổi uổng lắm em, cái kia 14 năm là thâm niên nhiều tiền lắm em, bỏ uổng lắm. 14 năm là ngon lắm đó em. Dạ. Anh có thích khiêu vũ không? Nói chung là lâu lâu nổi hứng thôi, nhưng mà ca thì anh sẽ thích. Thôi hai người về chỗ đi, thấy hợp quá rồi đó thiệt á. Hôm nay tới chương trình em cũng có món quà nhỏ. Ờ, nãy giờ nói chuyện có quên tặng quà luôn à. Anh làm bảo vệ gì, một tuần anh làm suốt luôn ha? Không em, chẳng hạn như 4 ngày rồi cái 4 đêm hoặc 5 đêm vậy đó. Dạ, vậy rồi được nghỉ một ngày. Những ngày nghỉ anh thích khiêu vũ đúng không? Anh có thể ra sân tập nhảy khiêu vũ chung được chứ? Dạ được. Anh không thích gì là ở người bạn gái? Phụ nữ thì hay thường thường nói nhiều lắm. Anh vậy em không là người thôi. Hay nói nhiều. Ừ, chẳng hạn như mình nói một lần hai lần thôi rồi được xong hết, đừng có nói nhiều quá. Đó. Nếu mà em với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý, nửa tháng nữa nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới lên ngay. Hay quá. Tại dạ. Nửa tháng nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ. Nửa rồi, tháng okay. Đâu có chuẩn bị kịp đâu anh mà sao? Kịp em. Dạ. Đãi ở đây luôn, đãi ở đây luôn. Tôi đây tôi dọn 10 bàn đãi luôn. Anh ở trên cái khu của em á là có khu tiện ích, khu hồ bơi. Ờ, vậy anh. Thấy không, có hồ bơi luôn hả? Dạ. Bây giờ cô dâu chú rể là đám cưới là mặc bikini bơi. Được không? Không được. Không được. Sao em nửa tháng nữa được không em? Dạ nhanh quá chị. Chị em dạ, ít ra nếu cũng phải 6 tháng dạ. Tới 1 năm. Nè, vừa rồi đó là Phú Quý đó là có 2 tuần cái cô bán phở với anh chàng bán thịt đó là 2 tuần là cưới luôn. Hai người nhảy bài coi hợp không nha? Thử xem em dạy anh khiêu vũ xem. Dạ anh biết nhảy. Dạ. Dạ. Hả? Solo. Điều gì thì gì? Anh không biết nhưng mà anh hưởng ứng cái phong trào. Vậy bây giờ em chỉ anh điệu cha 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 ha. Điệu nó chi cho nó khó vậy? Ta ôm nhau xì lô đúng ba gì đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đó. Vậy đi. Biết hát bài gì vừa hát vừa nhảy đi. Một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muôn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời, nói anh sẽ yêu mãi mình em. Chẳng có bao giờ anh muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Hùng luôn, hùng luôn. Hùng luôn. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Người ta là bấm nút rồi mới được hùng đó. Mà đây anh hùng trước thì bấm luôn rồi đó. Chị sao? Chị sao? Dạ cũng được. Cũng được hả? Bấm không? Dạ em bấm. Bấm hả? Bấm. Rồi. Cặp này có duyên lắm luôn á nha. Nè, tôi nói thiệt á, cặp này mà không ăn đời ở kiếp tôi thua gì cũng thua luôn á. Đây dễ xem phim của Cùng Đập, Cine Box 212 ly chiến thắng. Tới coi hùng nhau yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Không, đừng buông, đừng buông, dạ. Đừng buông.
Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân á, thì anh sẽ là người chồng tốt và người cha tốt, và đảm bảo cái hạnh phúc cho em suốt đời.